Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày và đêm nay, bão Rai, bão số 9 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, rồi đổi hướng thành Đông Đông Bắc, với cường độ giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 10. Vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Đến 7 giờ ngày mai, ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía Nam. Mỗi giờ đi được 10-15 km và bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-36 giờ tiếp theo, có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112-118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, trong ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo, trong hôm nay sang đến ngày mai, thời tiết ở miền Trung sẽ ổn định hơn. Khu vực ven biển các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió giảm còn ở mức cấp 3 đến cấp 4. Do chịu tác động của không khí lạnh nên mưa cũng giảm, chủ yếu xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên với lượng mưa từ 10 đến 15mm. Còn về nhiệt độ, do có mưa và trời có nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Trung chưa cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 25 đến 30 độ. Trở ra thời tiết miền Bắc, trong ngày hôm nay trời cũng có nắng từ sớm duy trì đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất toàn miền Bắc dao động từ 21 đến 24 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm vẫn còn duy trì ở mức thấp chỉ từ dưới 50% nên trời khá khô hanh. Về tối và đêm sau, sang đến sáng sớm, ngày mai nhiệt độ lại giảm thấp. Ở vùng núi chỉ mức dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, còn ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở mức dưới 16 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên mưa cũng giảm nhanh nhưng trời vẫn còn nhiều mây, nên nhiệt độ trong ngày hôm nay vẫn phổ biến từ 22 đến 25 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ trời tạnh ráo có nắng về trưa chiều nên nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.